Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, quân đội Hàn Quốc vừa xác nhận Triều Tiên đã cho nổ tung một số đoạn đường bộ và đường sắt liên triều ở phía bên trong đường biên giới. Để đáp trả, quân đội Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo về phía nam ranh giới quân sự phân chia hai nước. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng ngay lập tức lên án mạnh mẽ hành động của Triều Tiên, mô tả việc phá đường là hành động rất bất thường. Các động thái trên đang làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Bộ Tổng tham mưu quân đội Hàn Quốc vừa công bố một đoạn băng ghi hình cho thấy Triều Tiên đã dùng chất nổ để phá đoạn đường dẫn sang phía Hàn Quốc ở khu vực ngay sát rào chắn giữa biên giới hai nước. Đây là tuyến đường chạy giữa phía đông và phía tây của bán đảo Triều Tiên. Phía Hàn Quốc cũng cho hay khâu chuẩn bị cho việc phá hủy này được tiến hành từ ngày 14 tháng 10, đồng thời có nhiều động thái cho thấy phía Triều Tiên sẽ tiếp tục phá hủy thêm nhiều đoạn đường trên tuyến đường này. Trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước đang xấu đi, phía Hàn Quốc tỏ ra lo ngại về động thái này và đang phối hợp với lực lượng quân đội Mỹ theo dõi sát tình hình để có những phản ứng kịp thời trong trường hợp cần thiết. Cuối tuần trước, Triều Tiên tuyên bố sẽ cắt đứt hoàn toàn đường bộ và đường sắt liên triều và tăng cường binh sĩ ở các khu vực biên giới. Hôm 9 tháng 10, Quân đội Nhân dân Triều Tiên KPA tuyên bố sẽ tách biệt hoàn toàn lãnh thổ của Triều Tiên khỏi Hàn Quốc và cho biết đã gửi thông điệp tới quân đội Mỹ ở Hàn Quốc để ngăn mọi phán đoán sai lầm và xung đột ngoài ý muốn. Sau thông báo của KPA, quân đội Triều Tiên đã tiến hành các hoạt động liên quan đến việc cho nổ các con đường dọc theo tuyến Gyeonggi và Donghae. Các mối liên kết xuyên biên giới là di sản của thời kỳ xích lại gần nhau giữa hai quốc gia. Triều Tiên và Hàn Quốc kết nối với nhau bằng đường bộ và đường sắt dọc theo tuyến Gyeonggi nối thành phố biên giới Paju ở phía tây Hàn Quốc với Kaesong của Triều Tiên và tuyến Donghae dọc theo bờ biển phía đông. Theo hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc đã chi khoảng 180 tỷ won, tương đương 132 triệu đô la Mỹ để xây dựng lại tuyến đường liên triều. Tuy nhiên, mối quan hệ này ngày càng trở nên căng thẳng sau các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên và các cuộc tập trận giữa Hàn Quốc và đồng minh. Và gần đây nhất vào cuối tuần qua, quan hệ liên triều leo thang sau cáo buộc máy bay không người lái của Hàn Quốc đã bay qua thủ đô Bình Nhưỡng. Chính phủ Triều Tiên lên án mạnh mẽ việc máy bay không người lái của Hàn Quốc bay qua thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, cho rằng đây là hành động khiêu khích chính trị và quân sự nghiêm trọng, đồng thời sẽ sử dụng mọi biện pháp tấn công duy trì tình trạng chiến tranh. Hãng thông tấn KCNA ngày 15 tháng 10 dẫn lời bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, nhấn mạnh việc đã có bằng chứng rõ ràng cho thấy quân đội Hàn Quốc đứng sau các vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái vào không phận Bình Nhưỡng. Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát một cuộc họp với các quan chức quốc phòng và an ninh để thảo luận về cách ứng phó với hành động khiêu khích nghiêm trọng của kẻ thù vi phạm chủ quyền của Triều Tiên. Về mặt kỹ thuật, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Sau khi cuộc chiến tranh 1950-1953 kết thúc bằng lệnh đình chiến chứ không phải một hiệp ước hòa bình. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân JSC Hàn Quốc ngày 15 tháng 10 thông báo, Triều Tiên đã cho nổ tung một số đoạn đường Gyeonggi và Donghae ở phía bắc đường phân định quân sự vào khoảng giữa buổi trưa nay. Trước đó vào ngày 9 tháng 10, Quân đội Nhân dân Triều Tiên tuyên bố sẽ tách biệt hoàn toàn lãnh thổ của Triều Tiên khỏi Hàn Quốc và cho biết đã gửi thông điệp tới quân đội Mỹ ở Hàn Quốc để ngăn mọi phán đoán sai lầm và xung đột ngoài ý muốn. Sau thông báo được công bố bởi Quân đội Nhân dân Triều Tiên, quân đội Triều Tiên đã tiến hành các hoạt động liên quan đến việc cho nổ các con đường dọc theo tuyến Gyeonggi và Donghae. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết đang tăng cường theo dõi sát các hoạt động của Bình Nhưỡng để có thể có biện pháp đảm bảo an toàn cho quân đội và người dân Hàn Quốc, đồng thời đặt lực lượng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Triều Tiên và Hàn Quốc kết nối với nhau bằng đường bộ và đường sắt dọc theo tuyến Gyeonggi, nối thành phố biên giới Paju ở phía tây Hàn Quốc với Kaesong của Triều Tiên và tuyến Donghae dọc theo bờ biển phía đông. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JSC đã yêu cầu các đơn vị quân đội tăng cường cảnh giác và sẵn sàng hỏa lực để ứng phó sau khi Triều Tiên đặt lực lượng pháo binh vào chế độ sẵn sàng chiến đấu. Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 14 tháng 10, Giám đốc quan hệ công chúng của JSC Lee Sung-jun cho biết quân đội Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Bình Nhưỡng. Trong phiên điều trần trước Ủy ban An ninh và Hành chính công của Quốc hội Hàn Quốc diễn ra vào ngày 14 tháng 10, ông Kim Kyo-min, thị trưởng Paju, thành phố biên giới phía nam Bàn Môn Điếm thuộc tỉnh Gyeonggi, cho biết căng thẳng leo thang ở khu vực biên giới những ngày gần đây khiến người dân khu vực này đang cân nhắc tới việc di rời khỏi nơi ở trong tình trạng chiến tranh.
chính quyền tỉnh Gyeonggi cũng đang xem xét đến kế hoạch thiết lập vùng rủi ro tại các khu vực biên giới như Gojang, Gimpo, Yongcheon, Pocheon và Pajo. Trước đó, Triều Tiên đã nâng mức độ cảnh cáo đối với Seoul khi tuyên bố rằng máy bay không người lái của Hàn Quốc đã nhiều lần xâm phạm không phận nước này. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, chiều ngày 13 tháng 10, Triều Tiên đã ra lệnh 8 lữ đoàn pháo binh gần biên giới với Hàn Quốc vào tư thế sẵn sàng khai hỏa và các lực lượng phòng không của nước này cần tăng cường nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Bình Nhưỡng. KCNA cũng cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 14 tháng 10 đã tổ chức một cuộc họp với các quan chức an ninh cấp cao để thảo luận về việc máy bay không người lái của Hàn Quốc nhiều lần xâm nhập thủ đô Bình Nhưỡng và đưa ra các kế hoạch hành động quân sự để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Bà Kim Jong-un, người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cũng đã cảnh báo Seoul về một thảm họa khủng khiếp khi các đơn vị pháo binh gần biên giới với Hàn Quốc đã được lệnh sẵn sàng nổ súng. Truyền hình nhà nước Triều Tiên KRT cũng cho biết, bà Kim Jong-un chỉ trích quân đội Hàn Quốc về cách phản ứng trước cáo buộc của Triều Tiên rằng thiết bị bay không người lái của Hàn Quốc đã xâm nhập không phận thủ đô Bình Nhưỡng. KRT dẫn lời bà Kim Jong-un nhấn mạnh rằng việc giải tờ rơi lên thủ đô quốc gia đối địch sẽ được coi là một hành động khiêu khích nghiêm trọng với động cơ chính trị và là sự vi phạm chủ quyền. Nhưng điều quan trọng nhất trong sự việc gần đây là phương tiện mang tờ rơi chính là thiết bị bay không người lái. Ngày 15 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp tham vấn về an ninh quốc phòng vào trước đó một ngày, giữa lúc Bình Nhưỡng chỉ trích vụ việc thiết bị bay không người lái UAV của Hàn Quốc xâm nhập thủ đô này và thả tờ rơi tuyên truyền. Bình Nhưỡng coi vụ việc này là cực kỳ quan trọng và đã đặt các đơn vị pháo binh ở biên giới trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, đồng thời cảnh báo bất cứ một thiết bị bay nào của Hàn Quốc xâm phạm không phận Triều Tiên và có các hành vi tương tự sẽ bị coi là lời tuyên chiến. Chủ tịch Kim Jong-un, với cương vị Tổng bí thư Đảng Lao động và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên, đã được báo cáo về các hành động khiêu khích nghiêm trọng của kẻ thù xâm phạm chủ quyền quốc gia trên. Ngoài ra, cuộc họp cũng thảo luận về kế hoạch đối phó quân sự, biện pháp hiện đại hóa vũ khí, tình hình sản xuất vũ khí và trang thiết bị cũng như hoạt động tình báo của nước này. Theo KCNA, trong cuộc họp, nhà lãnh đạo đã đề ra phương hướng hành động quân sự trong tình hình hiện tại và chỉ đạo cụ thể các nhiệm vụ về răn đe, cũng như thực thi quyền tự vệ để bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia. Bản tin cho biết, ông Kim đã thể hiện lập trường chính trị và quân sự cứng rắn với đảng cầm quyền và chính phủ Triều Tiên tại cuộc họp này. Về vụ việc, ngày 14 tháng 10, Nga đã có phản ứng khi tuyên bố Moscow coi các vụ việc liên quan đến UAV Hàn Quốc là hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của Triều Tiên. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho rằng Seoul nên xem xét nghiêm túc các cảnh báo của Bình Nhưỡng và ngừng làm leo thang tình hình trên bán đảo. Cũng trong ngày này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trình lên Duma Quốc gia, Hạ viện, dự luật hợp tác toàn diện với Triều Tiên. Theo đó, hợp tác giữa hai quốc gia sẽ đạt đến tầm cao mới lịch sử và chính thức mang tính chiến lược và toàn diện. Văn bản nêu rõ, quan hệ giữa hai nước dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ và bình đẳng. Hai bên nỗ lực thiết lập sự ổn định chiến lược toàn cầu và tính đa cực công bằng. Văn kiện này nhằm thay thế một số thỏa thuận những năm trước. Thỏa thuận về vấn đề này đã đạt được trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga và Chủ tịch Triều Tiên tại Bình Nhưỡng vào ngày 19 tháng 6. Trong đó, hai bên nhất trí hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Trợ lý Yuri Usakov của Tổng thống Putin giải thích rằng thỏa thuận mới là cần thiết trong bối cảnh diễn biến tình hình địa chính trị cũng như trong bối cảnh những thay đổi về chất trong quan hệ song phương. Hiệp ước mới không nhằm mục đích chống lại bất kỳ nước nào mà chủ yếu nhằm đảm bảo sự ổn định ở khu vực Đông Bắc Á. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp tham vấn về an ninh quốc phòng vào ngày 14 tháng 10, trong bối cảnh tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ngày càng gia tăng. Ông Kim Jong-un, với cương vị Tổng bí thư Đảng Lao động và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên, đã được báo cáo về các hành động khiêu khích nghiêm trọng. Ngoài ra, cuộc họp cũng thảo luận về kế hoạch đối phó quân sự, biện pháp hiện đại hóa vũ khí, tình hình sản xuất vũ khí và trang thiết bị, cũng như hoạt động tình báo của nước này. Theo KCNA, trong cuộc họp, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đề ra phương hướng hành động quân sự trong tình hình hiện tại. Ông Kim Jong-un cũng chỉ đạo cụ thể các nhiệm vụ về răn đe chiến tranh và thực thi quyền tự vệ để bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia. Báo cáo cho biết, ông Kim Jong-un đã thể hiện lập trường chính trị và quân sự cứng rắn của Đảng Cầm quyền và Chính phủ Triều Tiên tại cuộc họp này. Trước đó, vào đêm 12 rạng sáng ngày 13 tháng 10 theo giờ địa phương, quân đội Triều Tiên đã yêu cầu các đơn vị pháo binh ở biên giới phía nam của nước này trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Bản tin của hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA có đoạn nêu rõ, quân đội đã yêu cầu 8 lữ đoàn pháo binh cần sẵn sàng trong tư thế nói trên và các lực lượng phòng không của nước này cần tăng cường nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Bình Nhưỡng. Hôm 12 tháng 10, báo Rodong Simun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên,
đưa tin về các hoạt động mà Triều Tiên cho là của thiết bị bay không người lái thả tờ rơi trên bầu trời thủ đô nước này. Hồi tuần trước, KCNA dẫn thông báo của quân đội Triều Tiên cho biết, bắt đầu từ ngày 9 tháng 10, nước này sẽ cắt đứt hoàn toàn các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc và gia tăng phòng thủ vững chắc ở biên giới. Cũng trong ngày 9 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, Triều Tiên đã thử nghiệm đạn pháo phản lực phóng loạt với tính năng mới. Hoạt động thử nghiệm này nhằm xác nhận lại độ chính xác của pháo phản lực phóng loạt ở tầm bắn tối đa 6-7 km, đồng thời kiểm tra độ tin cậy của hệ thống phóng tự động. Theo KCNA, Viện Khoa học Quốc phòng của Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm pháo phản lực cho hệ thống tên lửa phóng loạt cỡ nòng 240mm. Đạn pháo này có khả năng điều khiển mới. KCNA cho biết vụ thử được thực hiện ngày 8 tháng 10, song không nêu rõ địa điểm. Hoạt động thử nghiệm này nhằm xác nhận lại độ chính xác của pháo phản lực phóng loạt ở tầm bắn tối đa 6-7 km, đồng thời kiểm tra độ tin cậy của hệ thống phóng tự động. Hồi tháng 2 vừa qua, Triều Tiên cho biết đã phát triển đạn pháo phóng tên lửa 240mm với những cải tiến về tầm bắn, độ chính xác và khả năng điều khiển mới. Theo kế hoạch, đến tháng 5, Triều Tiên sẽ triển khai hệ thống vũ khí này cho các đơn vị quân đội trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến năm 2026. Vào tháng 8 vừa qua, KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã theo dõi vụ thử nghiệm hệ thống pháo phản lực phóng loạt MRLS cỡ nòng 240mm kiểu mới, đang được các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng trong nước sản xuất. MRLS mới được cải tiến về tính cơ động, khả năng tấn công chính xác, chứng minh được sự vượt trội trong tất cả các chỉ số về hệ thống dẫn đường mới được áp dụng, khả năng điều khiển và sức công phá.